Xin chào mọi người, mình là MC Lê Thắng và hôm nay sẽ cùng với cả nghệ sĩ nhân dân Văn Hiến điểm lại những sự kiện nổi bật nhất của thị trường bất động sản 2019 và chúng ta sẽ cùng hướng tới một năm 2020 tốt đẹp hơn. Mình bắt đầu thu anh. Lại một năm nữa đã qua, thị trường năm nay khó khăn, nhiều người mua vẫn còn ngủ mơ đến khi ta nhận ra là cô có cam kết rất hay, một ngày không đâu bỗng bay, từ lời to hóa thành phù du bỗng dưng đâu lại toang à. Thương anh Alibaba toàn dự án như mơ, phân lô đầu tư quá ngon, ngờ đâu đó cụ lừa. Người đi mua cố tìm, tìm rồi lại tìm, thị trường mênh mông chưa thấy đâu. Báo quan trà đã kháo nhau rằng Nguyên sẽ lên quận. Hôm sau thôi ra gấp ba, người mua vẫn xuông tiền. Đầu cơ gây sốt ảo để phòng trục lợi, trách lại pháp lý đã chuẩn chưa. Nguồn cung tiêu tốn không có phê duyệt, khó khăn buồn dự án. Nhà băng dê tính này cũng siết chặt vay vốn. Giờ đây sóng gió che lấp thị trường tăm tối. Tiền đầu tư em chẳng biết đi vào đâu. Bố thông tin thị trường theo quý, diễn đàn bất động sản thường niên lần thứ hai như ý, sự xuất hiện của loạt siêu dự án đại đô thị, đồng lòng góp sức chung tay ta cùng góp lại một thập kỷ mở ra một xu hướng mới kỷ nguyên của AI, đưa khách hàng tới trải nghiệm mới thông minh hóa đô thị. Chính phủ ban hành khung giá đất mới mức tăng trưởng 20, thị trường giờ đầu tư quá ngon nên chẳng cần phải lại nghĩ. Lại nhìn về Thủ Thiêm đoạn đường đôi nhà thật buồn em ơi, dòng người vội vàng giờ này nhà ơi nhà ơi nhà ơi em ở đâu rồi. Rồi nhìn về chung cư tựa đầu mình hỏi rằng số đâu, đành lòng chặn đường giờ đứng đi đứng đi đứng đi vì câu hứa. Nguồn cung tiêu thốn không có phê duyệt, khó khăn nguồn dự án. Nhờ băng dê tính này cũng siết chặt vay vốn. Giờ đây sóng gió che lấp thị trường tăm tối. Tiền đầu tư em chẳng biết nên về đâu. Tình hình Trung Mỹ chiến tranh thương mại căng, vậy mà ông lớn công nghiệp lại lên ngôi. Rồi vì vay vốn đến nay siết thật chặt, hàng loạt dự án năm nay phát hành trái phiếu. Nguồn cung tiêu thốn không có phê duyệt, khó khăn nguồn dự án. Nhà băng dê tính này cũng siết chặt vay vốn. Giờ đây sóng gió che lấp thị trường tăm tối. Tiền đầu tư em chẳng biết đi về đâu. Rồi thì là Phú Quốc chuyển trở thành là khu này toang luôn rồi. Rồi thì là Bắc Vân Phong trở thành đặc khu cũng toang luôn rồi. Chỉ còn lại nỗi nhớ